À, xin chào cả nhà nha. Hôm nay Lan đi đào cái củ này nè. Cái củ này thì Lan không biết tiếng Việt kêu bằng gì nha, nên Lan có để hình tiếng Anh đó. Như người ta bán rất mắc, 12 đồng ký luôn bà con. Giống này của cô đẹp ở lúc trước cho Lan, Lan trồng nè. Xin chào cả nhà nha. Bữa nay Lan dở cái cây này lên cho bà con coi nha. Cái cây này nó lên là tên là Salu Salem gì đây nè. Chữ chữ chay á, chay chay y a u, rồi chữ đọc phía sau là Salem, chay u Salem gì đó. Đọc rất chặt lắc rồi. Cái củ này ngon lắm bà con, nãy Lan tính bẻ cái cây nó thôi, cái củ cho già rốt cuộc nó xuất ra nè. Đó cái này gì nè, bữa hổm Lan gặp nó bán 12 đồng một ký nha bà con, cũng mắc lắm á, mà rất là dễ trồng ăn, giống như củ sắn vậy đó. Đáng lẽ hôm nay phải mà bà nhổ nó, ta nhổ hôm nay rồi mình nhổ trễ nè, thấy mấy gì rồi, mấy bác mà chợ bán quá trời luôn nè bà con đó. Để hồi Lan lấy được cái vòi nước Lan xịt đi nha, giờ nguyên cần chùm chùm mình cứ thu hoạch nó trước đi. Đây nè, qua cỡ tay cầm máy tay tay quay phim nha bà con. Đó đây nữa nè bà con, thấy không đó, đỏ văng lên á, thấy am không đó. Ồ, nguyên một về nè bà con ơi, gì dễ gần chết, có một củ trồng rồi sao nó ra dữ thần vậy trời. Coi nè. Lụm vô. Lụm vô. Ký mà bán ở ngoài khâu đổ bán tới 12 đồng, bán ông bà ông giải gì mắc vậy. Coi nè, nó dễ gần chết đó, ta lăn thiều nó dằn lên nè bà con coi đi. Nó dễ vậy đó. Sao bán mắc vậy ta? Đây bà con ơi, lần ta lần khiều nó lên nha, khiều nhẹ nhẹ đêm thôi nó cũng gãy rồi đó, thấy không, cũng gãy rồi, thấy chưa, bó tay chưa, dữ lắm ở đây nè bà con ơi, con Nguyên về nè, thấy ham quá trời luôn à. Lan lan đào có hai cái là bụi đó thôi á bà con, có hai bụi mà nó nhiêu nè, trời đất nhiều quá vậy. Bây giờ Lan qua bên kia đào hai chỗ ba chỗ nữa lần chắc nhiều lắm, đi lấy thạo thêm chồng chơi vậy chứ không nghĩ mà nó giữ thần thiên địa vậy đâu. Có nè bà con ơi, nó mọc qua tới bên đây luôn nữa nè, nó ở đây nè, ở đây là mấy cái rau nhái của Lan nè, để Lan chiều nó lên cho bà con coi nha. Không biết sao mà nó tốt dữ mà nó không hiểu nổi nữa, lụm lá ra bớt đi. Đó nó gì nè, cái khiều nó bây giờ đang lấy thao ra, đang đựng thêm thao nữa nè. Coi nè, mình khiều nó phải nhẹ nhẹ để thôi nó gãy không ta đó. Thấy ham quá trời luôn, cái này à, nấu canh ăn ngon lắm, ăn sống cũng ngon đó bà con nè. Ngồi đang lấy vào nước ăn xịt nó quá à. Bà con thấy đang lụm không, dễ vậy lụm dục cho thao nè, nó dưới này nữa nè. Mấy bà con coi gì nè, lụm nó lên được thôi. Qua trời thấy ham rồi. Đó bây giờ Lan đặt máy đàng hoàng quay nó. Đó dễ, nãy không có quay được. Vừa cầm vừa quay nó cà lắc bà con coi không được. Trời ơi. Đó, đây nè. Quá trời luôn rồi. Còn thí dụ gì mình bỏ nó xuống mình trồng lại đi bà con bác, mình để nó vậy đó, cái đầu nó lên nữa à, mình không lấy nó mình chừa nó lại vậy đó. Cái cây gì đây, ở đây nó đang lên cải xanh nữa nè đó, mấy cái củ này nè, thí dụ mình không muốn la lụm nó bà con, mình nhét nó lại xuống dưới đây nha. Đó, mình nhét nó lại đây thì nó sẽ mọc lên nữa. Nó đang để nó lại. Rồi mình qua tới bên đây đó, nó khiều nó vậy nè. Ý da, nhiều quá nè. Ăn sống ngọt ngon lắm bà con. Nếu bà con có mua của người ta về á, ở ngoài chợ á, về thì mình lấy một củ thì mình trồng thử đi. Là sang năm có một gỗ rồi đó. Nó dễ vậy đó nè. Đó lăn bươi nó khều khều gì là nó lên nè. Cái này Lan không biết tiếng Việt cái bản gì nha, biết tiếng Anh thì nó kêu là
Slam. Không biết tiếng Anh là gì. Con trùng bự quá. Wow, con trùng bự quá. Cái này củ quệ, em nhét nó lại. Ồ đây nữa nè bà con ơi, dưới này nữa nè. Ở dưới này nó có nữa nè. Ôi ơi. Ồ nó còn sâu ở dưới này là anh không thấy nè. Ồ dưới này nữa bà con ơi. Nếu mà mình quên đó thì không sao, mà củ bự quá nè. Quên thì sang năm nó mọc nữa thôi. Ở chỗ này cái củ mập mập không nè. Tốt quá. Mấy bụi nó còn á thì mình dễ biết hơn mà con. Đang nhổ lên dễ biết mà. Trồng lại chỗ nào thì mình cứ nhét nó lại chỗ đó. Sang năm cái nó mọc nữa à, dễ lắm. Thấy gì chứ nhiều lắm á. Lan còn tới hai chỗ như gì nữa nè, chưa có bao mẻ. Mình khiều nó từ từ để thôi nó bị mình làm gãy. Đây ba thấy nè. Ồ thấy không, nói mà cũng bị à. Nói mà thôi cũng bị. Mấy bữa nay mưa nè bà con nên đào nó dễ lắm. Nó đất nó mình xèo à. Nó đang khiều cái nó lên nè. Phải khiều vàng mà được cái gì hết bà con ha. Phải vàng mà ra sau hè mình ngồi mình khiều khiều cái gì đã nha ta. Tưởng tượng đi. Đó, đang trồng lại. Mấy củ nào cũng đang trồng. Ôi, vui cái này. Quá trời. Thấy ham quá. Ăn cái này mát lắm bà con, cái củ này nè, ăn mát lắm. Lợn đẹp cho mình xin có mấy củ về trồng không ơi, gì đẹp cho đâu mấy củ à mà gì đó. Ôi ơi cái này. Ở đâu mà nó lên ta tả hột dền à. Cứ nhét nhét nó xuống đại đi. Lan giờ cũng biết đường nào tính nè. Rồi vài bữa nó mọc lên cho bà con coi, mịt trời đó. Đó, đây nữa nè. Dưới này lan đấy. À đây. Sâu dưới này còn nhiều lắm bà con ơi, lãnh đạo chưa sâu dưới nè. Ủa vậy nó ăn sâu dưới dữ rồi nha. Ừ. Cải bè xanh đụng vô, ngồi lấy cái giò nước mình xịt nó. Quá trời thấy ham à. Khiều khiều nó gì cái nó lên. thật ra ham vậy chứ làm gọi rồi đem đi cho bà con ơi. Chồng đã rồi đâu cũng đi cho chứ không làm mẹ vậy đó. Đây nè, trời ơi. Đây nè. Đó làm khiều nó cái nó xuất ra nè, đó. Đây nè. Đây nè bà con ơi đó. Ủa cái này bự nè, mình khiều nó từ từ. Ôi ôi đó. Quá. Ôi ôi đây nè. Thấy ham không? Mình đừng có trồng sâu quá nữa, mình đào cực lắm bà con, trồng càng cạn trên gì nè. Nhớ đừng trồng sâu quá nha. Sâu quá nữa mình cào mà mệt lắm. Nữa nó mọc mỹ dưới đất cho nó xuống nữa là mà mình nhổ mệt lắm. Làm biến thì đừng trồng sâu quá. Chỉ cách bà con làm biến đừng trồng sâu quá. Trồng đá. Ôi bự nè. Ôi ở trong này. Mọc ở đâu tới trong này với trời. Đây nè bà con ơi, trong đá. Ôi ôi ba củ bự nữa nè. Ở đâu mà trong vách đá cũng mọc gì trời. Đây nữa nè. Ôi. Vậy là mình trồng xích vô đây bà con, đừng trồng ra ngoài vách đá nó bỏ ngoài đậy hết rồi chứ. Ôi ơi. Đó đang chừa là mấy củ vậy thôi đó. Chứ làm có trồng nó nhiều mà nó cũng
thuộc về nhát có hai bà cũ đó mà nó dị đó bà con, đừng có trồng nhiều nha, trồng nhiều nó ăn chết luôn, trồng nhiều nó ra chợ vứt gậy ngồi bán, nếu mà trồng nhiều đi ra chợ vứt gậy ngồi giống mấy bác thì bán chứ ăn sao hết đó, có một lỗ này đây bà con ơi, nãy giờ Lan bẻ có một số, Lan không có bẻ nữa, còn cái chỗ đằng kia Lan không có bẻ nữa nha. Bây giờ mệt quá rồi, bao nhiêu không là đi rửa rồi đem đi cho nữa là thấy mệt rồi đó bà con. Đó thuộc về chồng có chừng 5-6 củ chơi vậy thôi mà sao nó ra giữ thằng thiên địa gì nè, nó nhiều quá bà con ơi. Giờ Lan đi rửa nó nha. Dạ, trồng xong rồi tốn tiền rửa, tiền nước nữa nè, chứ giờ giấy gì sao cho người ta rửa, chỉ có xịt nước thì nó mới sạch đó bà con, chứ không thôi nó làm sao nó sạch được đây. Bây giờ mình xịt nó gì cái mình dục vô cái thao nha. Ôi dọc nước ngầu tối nay bệnh cho mà coi. Ui bà con ơi, bà con. Ui nước lạnh nó lạnh quá. Bây giờ mình xịt cái gì đi. Ủa hồi mình nó xịt loại nữa chứ làm sao vậy đây. Nó giống như mình bẻ cái khúc gì mình đi đôi viên nó lên nữa nè bà con. Mấy cái khúc gì nè. Nó giống như nó gì nè. Mình bẻ nó gì là mình viên nó cũng lên nữa. Nó dễ lên dữ lắm. Để làm gọt củ lên cho bà con coi. Bà con nào có muốn trồng cái này á, thì mình gặp ngoài chợ bán, bà con mua đại 1-2 củ á, về mình trồng đi. Ăn nó ngọt mà nó ngon giống như củ sắn vậy đó. Nó cũng giống giống củ sắn mà cũng giống giống củ năng nữa. Không biết sao diễn tả đó. Mà ăn sống nó ngon lắm bà con. Nó nên ăn chừa một mớ là ăn, ăn sống nè. Với Lan nấu canh. Nấu canh thì mình không có biết ngon hay dở nha. Lan chưa biết mà như ăn sống thì rất là ngon, ăn sống ngon lắm. Với hai nữa là mình hấp, hấp ăn. Chứ Lan chưa có nấu canh bao giờ hết á. Nhưng tụi Tây á, nó nấu súp á. Bà con ơi, nãy giờ ở ngoài sau hè đào không hết hai gỗ nè, mà gần 3 tiếng hồ mới vô tới nhà. Mới uống mấy viên thuốc để thôi nó trúng gió chết đó. Bây giờ trồng xong rồi phải đào rồi rửa sạch sẽ rồi mới cho chị em. Nặng lắm á, Lan nghĩ cái này cũng hai cái này trên 10 kg chứ không dưới đâu đó. Thấy gì chứ tại cái củ này nó nặng y à. Rồi bye bye nha bà con. Có yêu thích Lan cho Lan xin một like đăng ký ủng hộ giùm. Xin chào cả nhà. Bye bye bà con. Bye bye.